kể cả các bạn có đang trong độ tuổi tiền mãn kinh hay là chúng ta đang độ tuổi trẻ hơn thì những cái điều trong cái video này nó sẽ giúp cho các bạn được có được những cái thông tin cũng như là cách để mà chúng ta có thể là giải quyết trong cái giai đoạn tiền mãn kinh giúp cho chúng ta có thể là vượt qua nó một cách à, tốt nhất có thể chào bạn mình là bác sĩ Ngọc à, tốt nghiệp trường đại học y Hà Nội và trong cái video này thì bác sĩ Ngọc sẽ chia sẻ cho các bạn à, 8 điều mà tất cả các chị em phụ nữ phải biết ở trong cái thời kỳ mãn kinh cũng như là tiền mãn kinh để mà chúng ta có những phương án mà có thể là giải quyết nó một cách là tốt nhất. Mà có lẽ là không phải là chỉ chị em phụ nữ đâu mà kể cả những cánh đàn ông ấy thì cũng nên biết những video này. Nên là nếu như các chị em thì cũng nên để cho các ông chồng có thể là xem được những cái à, triệu chứng như này cũng như cách để mà chúng ta cùng nhau và vượt qua một cái thời kỳ nó gọi là khá là khủng hoảng đối với chị em phụ nữ ở cái độ tuổi mà tiền mãn kinh cái thứ nhất ấy, chúng ta sẽ phải hiểu được cái tiền mãn kinh hay là độ tuổi mãn kinh ở đây có nghĩa là gì à, độ tuổi mãn kinh tức là sau khi mà chúng ta kết thúc chu kỳ kinh nguyệt trong vòng một năm tức là trong vòng một năm chúng ta không còn kinh nguyệt nữa thì lúc này chúng ta sẽ gọi là cái giai đoạn mà mãn kinh và trước ở cái giai đoạn đấy tức là cái giai đoạn mà à, chẳng hạn như ví dụ như là ngày hôm nay mà cái cái kỳ kinh cuối cùng thì một năm sau thì nó bắt đầu nó sẽ đến là cái giai đoạn mà mãn kinh và trong cái giai đoạn mà một năm này thì có những cái lúc là chu kỳ kinh nguyệt chúng ta là một tháng có những lúc là hai tháng ba tháng có những lúc nó chỉ có 15 ngày À, nó cứ bị rối loạn như thế thì người ta sẽ gọi ở cái giai đoạn đấy là giai đoạn tiền mãn kinh à, thường thì cái giai đoạn tiền mãn kinh nó mới là cái giai đoạn nó làm cho chúng ta bị rối loạn rất là nhiều bởi vì lúc này chúng ta mới bắt đầu xuất hiện những triệu chứng đấy những triệu chứng thường thì nó sẽ là nặng hơn và phần như là các phương pháp để mà xử lý nó sẽ là diễn ra ở trong cái giai đoạn tiền mãn kinh của chúng ta Thế thì cái đầu tiên mà chúng ta cần biết được là gì? Đó là cái giai đoạn tiền mãn kinh nó diễn ra ở trong độ tuổi từ bao nhiêu để mà chúng ta có được một cái à, chuẩn bị trước cho chúng ta đúng không ạ? Thế thì cái độ tuổi mà chúng ta sẽ tiền mãn kinh nó nằm ở độ tuổi là cuối 40 và đầu 50, tức là đâu đấy từ 48 à, 48 năm 48 49 cho đến 55 gì đấy là trong cái độ tuổi đấy là cái độ tuổi tiền mãn kinh của chúng ta. Tùy vào mỗi một độ tuổi cũng như là chế độ à, ăn uống hay là sẽ có những trường hợp mà đã từng cắt à, tự buồng trứng trước thì à, nó sẽ là cái quá trình mãn kinh nó sẽ là diễn ra sớm hơn nếu như mà chúng ta sử dụng là thuốc lá hoặc là một số những cái à, thực phẩm mà nó sẽ không tốt thì nó cũng sẽ là làm cho cái quá trình mà à, tiền mãn kinh nó sẽ là diễn ra sớm hơn cho chúng ta nhưng cái độ tuổi trung bình thì nó sẽ đâu đấy tầm khoảng cỡ 50 cho đến 52 tuổi đấy là cái độ tuổi tung trung bình của cái à, độ tuổi mãn kinh của chúng ta cái thứ hai nữa đấy là cái đầu tiên là chúng ta sẽ biết được cái độ tuổi đúng không ạ cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ biết được là gì đó là à, sự khác nhau giữa tiền mãn kinh và mãn kinh thì à, giống như lúc nãy bác sĩ ngọc sẽ có nói về cái sự à, khác nhau giữa hai cái giai đoạn này đúng không ạ cái giai đoạn mãn kinh chúng ta nó sẽ là à, à, xác định một cách rõ ràng hơn tức là cái kỳ kinh cuối cùng sau một năm của cái kỳ kinh cuối cùng thì lúc này chúng ta sẽ xác định là cái giai đoạn là mãn kinh à, và trước đấy ấy, cái cái giai đoạn mà đang còn à, à, rối loạn ấy thì giai đoạn đấy là giai đoạn tiền mãn kinh và chúng ta gặp rất là nhiều khổ sở vấn đề trong cái giai đoạn mà tiền mãn kinh của chúng ta à, thì đấy là cái sự khác nhau cái à, cái thứ hai mà chúng ta cần biết là sự khác nhau giữa tiền mãn kinh và mãn kinh và chúng ta sẽ cần phải bổ sung ở giai đoạn mà tiền mãn kinh đấy là cái giai đoạn mà rối loạn rất là nhiều thay đổi cả về tâm lý rồi à, à, sức khỏe bởi vì lúc này thì cái hàm lượng uh, estrogen và progesterone nó giảm một cách đột ngột ở trong cái giai đoạn này của chúng ta. Đấy là cái điều thứ hai mà chúng ta sẽ cần phải hiểu rõ. <laughs> cái điều thứ ba à đối với trong cái giai đoạn tiền mãn kinh ấy thì à, cái triệu chứng nào nó sẽ là xuất hiện phổ biến nhất ở trong cái giai đoạn tiền mãn kinh này? Thì à, trong những cái triệu chứng thì có đến trên 70% tất cả các chị em phụ nữ đều gặp phải cái triệu chứng đó là triệu chứng bốc hỏa. Và phần lớn là mà chúng ta sẽ có cái cảm giác là tự dưng là trong người chúng ta cảm thấy là nóng hơn Có những người là da chúng ta nó sẽ xuất hiện những cái mà mảng da màu đỏ hơn à, Người chúng ta trở nên nóng bực hơn so với bình thường chúng ta Và cái tình trạng này nó có thể là diễn ra là à, trong vòng một ngày nào đấy Hoặc là trong một ngày chúng ta có thể là xuất hiện tầm 2 đến 3 lần à, Mỗi một lần tầm khoảng cỡ 15-20 phút hoặc là một tiếng gì đấy Rồi nó lại rất à, nó nó dừng lại và sau đó một thời gian sau nó lại xuất hiện và cái tình trạng này nó sẽ là diễn ra trong suốt cái giai đoạn tiền mãn kinh của chúng ta nhanh thì có thể là tầm 1 cho đến 2 năm có những người nó sẽ kéo dài tầm khoảng cỡ ba đến bốn năm và nếu như mà chúng ta mới bắt đầu chúng ta xuất hiện thì chúng ta sẽ cảm thấy là rất là khó chịu à, bởi vì khi mà chúng ta có những cái cảm giác mà bốc hỏa như thế khi mà vào buổi đêm nữa thì lúc này thì chúng ta bắt đầu chúng ta xuất hiện là ra mồ hôi tay mồ hôi chân nhiều hơn à, chúng ta trở nên mất ngủ nhiều hơn ở trong cái giai đoạn mà tiền mãn kinh như thế này thì đấy là cái triệu chứng mà chúng ta sẽ gặp thấy rất là nhiều đối với cái giai đoạn mà tiền mãn kinh à đấy là cái việc mà hồi hộp à chúng ta bị um nó gọi là bốc hỏa trong cơ thể trong người chúng ta ngoài ra thì một số những cái vấn đề mà chúng ta cũng có thể là gặp phải nữa như là à, dễ chúng ta sẽ bị dễ bị loãng xương hơn một số những bệnh tim mạch rồi à, cái việc à, liên quan đến là à, quan hệ tình dục nó cũng trở nên nó khó hơn à, khô âm đạo đấy là một số những cái dấu hiệu mà cái nguyên nhân chính đó là do cái sự mà thiếu hụt của cái hormone estrogen và progesterone khi mà buồng trứng nó không sản xuất nữa à thì đấy là cái thứ ba mà chúng ta sẽ cần phải biết đấy là những triệu chứng phổ biến trong cái giai đoạn mà tiền mãn kinh cũng như là giai đoạn mãn kinh của chúng ta cái thứ tư đó là à, những cái ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta thì cái ảnh hưởng đầu tiên mà chúng ta sẽ cần phải nói đến rất là nhiều đây là gì đó là ảnh hưởng đến vấn đề liên quan đến cơ trường khớp của chúng ta bởi vì khi mà cái lượng mà hormone estrogen nó bị giảm một cách đột ngột như thế thì cái quá trình tổng hợp canxi ở trong cơ thể trong xương chúng ta nó cũng sẽ là bị giảm theo. Chúng ta sẽ bắt đầu dễ dàng bị loãng xương và dễ bị gãy xương hơn trong cái giai đoạn này, đặc biệt là một số những cái vị trí như là ở cổ xương đùi, gãy xương hông, đấy là những cái vị trí mà chúng ta sẽ dễ bị gãy xương hơn. Nên là ở những cái độ tuổi này chúng ta sẽ là cần lưu ý hạn chế cái việc mà tác động mạnh ở những cái vùng xương như thế. À, khi mà chúng ta hiểu được như thế rồi ấy, thì chúng ta cũng sẽ nên bổ sung thêm một số những cái như là vitamin d à, một số những cái thực phẩm mà giàu canxi thì nó cũng sẽ là giúp cho cái việc mà hạn chế cái à, à, tình trạng mà gãy xương của chúng ta cái thứ năm mà mọi người cần biết đến đó là nó cũng sẽ là ảnh hưởng đến một số những cái bệnh liên quan đến cái tim mạch. À cái thứ tư là chúng ta đã nói về những ảnh hưởng liên quan đến à, cơ xương khớp của chúng ta rồi đúng không ạ? Ở cái giai đoạn này thì khi mà cái estrogen nó cũng bị à, giảm một cách đột ngột như thế đúng không ạ? Thì nó liên quan đến một số những cái vấn đề liên quan như là cholesterol nữa và nó sẽ ảnh hưởng đến một số những bệnh tim mạch của chúng ta, đặc biệt là cái vấn đề liên quan đến huyết áp và cái thành mạch của chúng ta nó cũng sẽ là rất, ảnh hưởng rất là nhiều ở trong cái giai đoạn này mọi người có thể là bổ sung một số những cái thực phẩm như là omega ba à, bằng cách là chúng ta à, từ à, cá hồi một số những cái à, rau quả những cái hạt nó có nhiều chứa nhiều omega 3 hoặc chúng ta có thể là bổ sung những cái à, thực phẩm bổ sung dạng có thành phần là viên omega 3 à, dầu gan cá đấy thì à, nó cũng sẽ là rất là tốt cho cái vấn đề tim mạch của chúng ta thì đấy là cái à, điều thứ năm mà chúng ta sẽ cần phải biết cái thứ sáu ở đây là cái gì đó là nó sẽ liên quan đến cái vấn đề mà tăng cân thường là trong cái giai đoạn tiền bán kinh thì phần lớn là các chị em phụ nữ sẽ đều tăng cân bởi vì nó liên quan đến quá trình chuyển hóa trong cơ thể của chúng ta à, hàng ngày cũng là cùng một cái mức năng lượng như thế chúng ta ăn vào nhưng mà nếu như mà giai đoạn trước đấy thì cái quá trình mà chúng ta chuyển hóa chúng ta luyện tập ấy thì nó sẽ là tiêu hao cái năng lượng à như thế nhưng mà ở trong cái giai đoạn tiền mặt kinh thì cái quá trình chuyển hóa nó sẽ là kém hơn so với giai đoạn trước đấy nên là cũng là một cái mức năng lượng chúng ta ăn vào như thế nhưng mà nó cái quá trình chuyển hóa nó sẽ là ít hơn và nó dẫn đến cái việc mà nó sẽ là à tích trữ lại và nó làm cho chúng ta dễ dàng bị béo phì hơn ở trong cái giai đoạn này và chính cái việc béo phì nó lại tăng cái nguy cơ dẫn đến gãy xương rồi nó tăng cái nguy cơ dẫn đến cái bệnh lý liên quan đến tăng huyết áp và nó là một cái vòng luẩn quẩn nó sẽ là cứ làm cho cái quá trình tất cả những bệnh lý nó sẽ là tăng lên nên là chúng ta sẽ à, lưu ý về những cái chế độ ăn của chúng ta ở trong cái giai đoạn này nó sẽ có những cái chế độ ăn à, dành cho cái độ tuổi mà tiền mãn kinh chúng ta để mà hạn chế cái vấn đề liên quan đến béo phì à, bác sĩ ngọc có một cái video nói rất là sâu về những cái thực phẩm mà chúng ta ăn vào để mà giảm cái tình trạng mà tăng cân của chúng ta đặc biệt là những cái à, liên quan đến đồ ngọt này hay là tinh bột này đấy chính là những cái mấu chốt nó làm cho chúng ta dễ bị tăng cân hơn của chúng ta đấy là cái điều thứ sáu đó là liên quan đến cái vấn đề à, tăng cân khi mà trong cái giai đoạn mà mãn kinh và cái vấn đề thứ bảy đây là cái mà có lẽ là mọi người đang còn rất là nhiều những câu hỏi của chúng ta khi mà chúng ta đặt ra đấy là có cái 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 phương pháp nào có thuốc nào hay là có cái sản phẩm nào có thể là uống để mà giải quyết những vấn đề đấy hay không thì nó sẽ có những cái phương pháp như thế này bởi vì bản chất của chúng ta là gì đó là do trong cái giai đoạn này là cái học môn estrogen và progesterone nó bị giảm một cách đột ngột đúng không ạ và chính cái việc mà cái học môn nó giảm như thế nên nó làm cho dẫn theo một loạt những cái cái triệu chứng hay những cái vấn đề nó sẽ đi theo như thế nên là cái phương pháp ở đây là người ta sẽ dùng một cái gọi là hóc môn thay Thế, hay là liệu pháp hormone thay thế tức là chúng ta sẽ bổ sung cái hormone estrogen và progesterone ở bên ngoài vào trong cơ thể của chúng ta thì nó sẽ là bù vào cái lượng hormone ở trong cơ thể của chúng ta đã bị mất đi thì đây chính là gọi là cái phương pháp là liệu pháp hormone thay thế. thế tuy nhiên thì à, đây cũng là một cái vấn đề rất là nan giải bởi vì không phải là chúng ta cứ bổ sung vào cái là được và tại thời điểm hiện tại thì rất là nhiều những cái viên uống chúng ta gọi là viên uống nội tiết để mà bổ sung cái nội tiết à, tố cho cơ thể của chúng ta đúng không ạ nhưng mà chúng ta đang không hiểu nó à, bác sĩ ngọc sẽ có một cái video nói rất là sâu về những cái viên uống như này nhưng mà trong video này thì chúng ta sẽ à, hiểu qua một chút cái đã bởi vì nếu như mà cái video nó dài quá thì nó cũng làm cho mọi người chúng ta sẽ khó để mà chúng ta có thể là xem hết được Thế thì ở đây ấy, cái liệu pháp mà chúng ta bổ sung hormone ấy, thì một số những cái mà à, người ta gọi là người ta bổ sung những hormone nó tương tự như estrogen bởi vì khi mà chúng ta bổ sung một cái hormone estrogen vào ấy, nó sẽ làm tăng cái nguy cơ bị ung thư đặc biệt là ung thư vú và ung thư cổ tử cung cho chúng ta nên là mặc dù là chúng ta bổ sung cái estrogen vào trong cơ thể nó sẽ giải quyết cho chúng ta vấn đề loãng xương vấn đề tim mạch vấn đề báo béo phì hay là cái vấn đề liên quan đến cái à, bốc hỏa trong cơ thể nhưng nó lại dẫn đến những cái vấn đề liên quan đến tăng nguy cơ bị ung thư cổ tử cung hay là ung thư vú của chúng ta nên là người ta sẽ phải cân nhắc giữa hai cái việc đấy và nó sẽ có một số những cái mà dạng của hóc môn estrogen tức là nó sẽ tương tự như hóc môn estrogen ở cái dạng thực vật đấy chính là cái isoprazol thì à, thường người ta xương hay bổ sung cái những cái đấy và đấy nó sẽ có chứa rất là nhiều trong hạt đậu nành này, trong mập đậu nành này hay là trong cái sâm tố nữ nên là mới có những cái sản phẩm mà thực phẩm chức năng bổ sung dạng như thế để mà chúng ta có thể chúng ta bổ sung vào. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta uống những cái đấy chúng ta cũng sẽ phải rất là cân nhắc bởi vì nó cũng sẽ có nguy cơ dẫn đến những cái liên quan đến cái ung thư cổ tử cung hay là ung thư vú nên là không phải ai chúng ta cũng sẽ là uống được những cái viên đấy. À, mọi người sẽ phải lưu ý chỗ này một số những cái mà à, chúng ta lưu ý là trên 60 tuổi thì chúng ta không uống này, à, sau kinh 10 năm thì chúng ta cũng không uống này những người mà có nguy cơ bị ung à, thư cổ tử cung hay là ung thư buồng trứng, ung thư vú trước đấy chúng ta cũng sẽ là không được sử dụng nó. thì đấy là những cái liên quan đến những cái thực phẩm bổ sung hay là những cái viên uống bổ sung, cái viên uống nội tiết của chúng ta và cái thứ 8 nữa của chúng ta là gì? À, nếu như thế thì chúng ta có cách nào chúng ta sẽ dự phòng nó bằng những cái phương pháp mà tập luyện hay là chế độ ăn của chúng ta hay không? thì đây chính là cái mà chúng ta sẽ phải cần lưu ý nhất ở trong cái giai đoạn này bởi vì à, à, những cái phương pháp mà thứ nhất là chúng ta sẽ phải cần phải à, phải nó gọi là gì nhỉ thích nghi với những cái triệu chứng đấy bởi vì nó không phải là ngày một ngày hai mà nó sẽ kéo dài ví dụ tiền mãn kinh nó có thể kéo dài tầm khoảng cấp ba cho đến năm năm và sau đó thì giai đoạn mãn kinh nó kéo dài cả 10 20 năm phía sau đấy nữa chứ không phải là một ngày một ngày hai đâu nên là cái việc mà chúng ta sẽ phải xác định là chúng ta đã phải sống cùng với nó và chúng ta sẽ có những cái phương pháp để mà chúng ta có thể là giảm đi những cái tình trạng triệu chứng như thế cũng như là à, ngăn chặn những cái nguy cơ của chúng ta chẳng hạn như là chúng ta sẽ có những cái bài tập thể dục của chúng ta đi bộ hoặc là à, một số những bài yoga hay là những bài tập các yo để làm sao mà à, làm cho cái hệ thống tim mạch của chúng ta trở nên khỏe hơn cũng như là làm cái cơ xương khớp của chúng ta trở nên chắc hơn và cái việc mà tập thể dục đó là một trong những vấn đề cực kỳ quan trọng đối với cái giai đoạn mà mãn kinh này của chúng ta cái tiếp theo nữa là gì đó là những cái thực phẩm mà chúng ta bổ sung vào à, giống như lúc nãy bác sĩ ngọc có nói về cái việc mà cái à, isopravong trong những cái thực phẩm bổ sung đúng không ạ thế thì chúng ta cũng có thể là ăn những cái thực phẩm mà nó có chứa những cái thành phần như thế thì sâm à, à, tố nữ thì chắc là khó để mà chúng ta đào những củ sâm để mà chúng ta ăn rồi đúng không ạ nhưng mà đối với cái mâm đậu nành ấy, thì nó rất là dễ để mà chúng ta có thể là chúng ta sử dụng nó không chỉ đậu nành mà một số những cái loại đậu thì nó cũng có chứa những cái hóc à, hormone cho chúng ta thì mọi người có thể là ăn đậu phụ này trong những cái đậu phụ chúng ta thì à, chúng ta có đậu phụ chúng ta có sữa đậu nành chúng ta có à, hạt đậu đấy đấy là những cái mà chúng ta có thể là chúng ta bổ sung vào trong những thực phẩm của chúng ta à, rồi chế độ tập luyện à, chế độ nghỉ ngơi tất cả những cái điều đấy nó sẽ là làm cho chúng ta có thể có được một cái lối sống lành mạnh để mà vượt qua trong cái giai đoạn mà tiền mãn kinh của chúng ta hy vọng là trong video này thì chúng ta sẽ có một cái nhìn nó sẽ là là tổng thể bởi vì những cái điều mà chúng ta có thể là chúng ta gặp phải không chỉ là à, các cô các chị ở trong cái giai đoạn tiền mãn kinh ngay cả những người mà chúng ta đang trẻ tuổi chúng ta cũng sẽ có một cái nhìn để mà chúng ta sẽ chuẩn bị cho cái giai đoạn đấy và kể cả những người mà đang còn xem cái giai đoạn à, cái video này là các ông chồng hay những ông bố thì chúng ta cũng sẽ biết được để mà chúng ta có những cái sự thông cảm cho chị em phụ nữ vào những cái ngày mà bốc hỏa và tự dưng là bị ăn chửi đâu đấy không có lý do gì mà cũng bị chửi thì có lẽ là do cái học môn chứ không phải là người ta tức gì mình đâu thì đấy là một số những cái chia sẻ của bác sĩ ngọc cho mọi người để mà chúng ta biết được là những cái À, những cái điều mà tám cái điều cơ bản nhất trong cái giai đoạn tiền mãn kinh mà chúng ta à, gặp phải à, ở những video sau thì bác sĩ Ngọc sẽ đi sâu hơn từng cái loại một nữa à, như là à, những cái thực phẩm chúng ta bổ sung thì ăn những cái gì hàm lượng bao nhiêu hay là cái à, cái viên uống thì cần những cái thành phần như thế nào những cái hàm lượng bao nhiêu và cần tránh những đối tượng như thế nào thì chắc là những video sau thì bác sĩ Ngọc sẽ làm sâu hơn để mà chúng ta có thể mà hiểu rõ hơn nhiều hơn trong cái giai đoạn tiền mãn kinh này của chúng ta à, hy vọng là cái video này nó sẽ là cho chúng ta được những kiến thức cơ bản nhất để mà giúp cho chúng ta có thể vượt qua trong cái giai đoạn tiền mặt kinh một cách là tốt nhất. Ok, à, nếu như các bạn mà thấy cái video này hay, các bạn cũng có thể là tag tên những bạn bè của mình, những người mà đang gặp những vấn đề như thế để cho người ta có thể là xem được những video này, hoặc là chúng ta cũng có thể là chia sẻ những cái video này để cho nhiều người chúng ta có thể biết được những kiến thức này hơn. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.